Và chỗ này thì hy vọng là trong tương lai là vợ chồng em có tiền mua một cái máy giặt đấy, sẽ để cái máy giặt ở cái khu vực này. Em có một cái như thế này các bác ạ, đó là bị một cái suy nghĩ nó áp đặt. Có nghĩa là khi mà làm cái nhà này thì em mong muốn là trong nhà ấy đổ tổng cộng ấy nó sẽ phải là 16 cái cột, mà xây nhà cao tổng cộng là thu nóc là phải 5 mét rưỡi cơ các bác ạ. Nếu là tôi phải cho nó áp vào tường, thò ra hai bên nữa nhỉ? Bây giờ không được đi qua nóc nhà mình. Đây, đang lo là không biết là buổi chiều là có bị vỡ kế hoạch không này các bác. Sợ là tí nữa là mọi người ăn xong lại uống rượu nữa. Kính chào quý cô bác và mọi người đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Sáng nay thì bên trong nhà em Di cũng đã đổ cái giằng tường xong rồi. Bây giờ anh em thợ đang chuyển cái máy bê tông về. Sáng nay là em là phải đi mượn đấy các bạn. Tí nữa lên trên kia thì anh em quay đầu. Rồi thẳng lái đi. Quả này nó không đi được nữa thì là không phải lái xe giỏi rồi. Mời các bác đi vào bên trong nhà nhé. Chào chú nhá, chào anh các chị nhá. Hình như bây giờ mới đang nấu cơm hay sao ấy. Xong hết chưa anh má? Xong hết rồi đúng không? Hôm nay là rất là đông người đến hộ. Cũng đã làm xong từ buổi sáng rồi. Em Diệp bảo là làm từ sáng sớm ấy. Chào anh Só nhá. Vâng, chào Mai nhá. Bây giờ ăn cơm xong là nghỉ thôi chú Vư nhở. Sáng mai làm tiếp. Đúng rồi. Sáng nay là bổ sung thêm mấy cái xô cho anh em sách vữa đổ cho nó nhanh. Nấu cơm chưa hả Mai? Ai hôm nay ai nấu hộ? Bà Tùng nấu hộ à? Hôm qua Gia đi chở thừa một tấm ván ép. Để tí nữa xem ra là có trả lại được không. Bớt đi được 130.000 mọi người ạ. Mất công một tí đó. Vì những cái ván ép ở trong nhà này sau này dỡ xuống ấy, sẽ tận dụng lại để làm những cái cốt pha để ghép đủ những cái khác nữa. Chứ thực ra thì 30 tấm 3 triệu 3 triệu 900 nghìn rồi. Nói chung là xót ruột. Nội dung video bà con làm như thế nào ấy thì các bác sẽ theo dõi ở trên video của em Gia nha các bác nhé. Anh em là đang để hai cái đầu bên này để chờ này mọi người này. Đấy, hai cái đầu mà từ cột này sang cột bên kia để chờ, bởi vì là để chờ phía dưới này nó khô. Sau khi khô rồi ấy thì là mình sẽ xây gạch vào và sẽ biết nó cao bao nhiêu rồi ghép đổ tiếp cái phần bên này sang. Bởi vì cái số gạch ở trong nhà em Gia bây giờ là chắc chắn là tới là xây cao lên nữa này, sau đó thu nóc này là sẽ bị thiếu mọi người ạ. Chắc là sẽ phải thiếu khoảng 2 xe nữa thì mới đủ được. 2 xe nó rơi khoảng tầm 650 viên gì đấy, tầm đấy đấy.
Còn bây giờ đi xuống tìm em Di là chắc là đang nấu cơm các bạn. Để chờ anh à? À đây rồi à? Vừa nhắc xong lại đi qua cửa chính, ngay lại đi qua cửa bếp. Cửa bếp à? Giờ nhà nhiều cửa rộng mà đi tìm nhau. Máy chỗ bên trong của chú ấy. Ừ. Nhanh quá. Tay thì chắc là phải mất rồi một ngày. Với tính là nhờ nhiều người đúng không? Vâng. Nhưng mà chú đĩa chú bảo là chọn tay thì nó chậm quá. Đúng chú rồi. Chậm quá thì bảo chú bảo là thế chú cho mượn cái máy của chú. À. Đây này các bác này, đây này. Đây là cái máy quay. Vâng. Bé trước mình đang dùng đây. Đấy, dạo này là để em Di em tự cầm tự quay. Đấy. Cái này nó nhẹ anh. Đúng rồi. Vợ chồng đi làm thì nó nhẹ. Dễ đúng không? Vâng. Ừ. Đang làm cái mic cả sáng nay mấy giờ làm? Sáng nay á? 7 giờ á. 7 giờ ạ. Vâng, 7 giờ. Làm sớm mà đúng không? Vâng, làm phải là sớm chứ. Ừ. Độ dàn tường kể cả độ máy thì cũng phải xong sớm nghỉ sớm, xong muộn nghỉ muộn đấy. Ừ. À, thế nhưng mà đấy kế hoạch hôm qua bàn thì các bác đang thông báo chưa biết hôm nay kế hoạch của anh em mình là gì thì bảo là hôm nay là dù sao cũng nhớ rất là đông người. À. Chỉ có anh em thợ là đổ xong là đi về thôi đúng không? Vâng. Thì bà con ở lại anh mà này, thế trưa là mua thức ăn gì rồi? Trưa? À. Mua thịt lợn. Mua thịt lợn. Vâng. Mua thịt lợn thôi. Vâng, thịt béo. À, thế còn hôm nay thì liệu bột đá với cả sỏi có vào không? Anh lái xe ô tô bảo là nhà mình đủ đổ rồi thì thôi à? Không phải thôi chứ, phải nó phải cho một xe ô tô chở ấy. Thì có nghĩa là bây giờ bạn nửa... lấy một nửa sò, một nửa hai khối bột đá, vâng. Hai khối đá 1-2 vâng. Để lẫn trên xe chở vào đây. Và vâng, để sau này đổi máy nhà tắm. Sau này nữa là đổ máy nhà tắm này. Vâng. À, còn thực ra thì bây giờ kinh phí chắc chắn là nó sẽ không đủ rồi mọi người, nhưng mà bắt buộc ấy, là sẽ phải đổ cái bể nước, cái nắp bể nước, chứ không đổ là rất là nguy hiểm, vì sợ của trẻ con nó rơi vào thôi, mà xóm thì nó đông trẻ con đấy. Lại đổi lại cái chỗ đấy, nó lại thứ nhất là nó lại bằng đấy, có hai cái bể mình nó rộng nữa, bọn trẻ con nó hay chơi ở đấy, rất là nguy hiểm đến cái tính mạng của bọn trẻ con. Và cái thứ hai là về cái nước sinh hoạt ấy, khi đổ được cái nắp ấy nó sẽ sạch, lá cây không rơi vào em ạ, và nó là không bị rêu mốc, nó không bị rêu, nó mọc vào trong, cái nước nó cũng là cũng sẽ trong xanh. Đi xuống dưới nhà em ạ. Hôm nay thì sẽ nếu mà bột đá vào thì cũng sẽ nhờ bà con là chuyển bột đá vào luôn. Xong rồi tối lên nấu thêm bữa cơm tối nữa. Thì mọi người cũng ra đây mất công rồi. Vâng. Đi về sớm thì cũng dở việc của người ta mà cũng như là cũng dở việc của mình nữa. Chấm nhấn. Đấy. Làm 6 mâm mà Di á? Vâng. 6 mâm. Hôm nay lại có món tiếp canh với cả lợn bản này. Và có củ cải nanh xưa nữa anh ạ. À, đấy. Chú đi đi. Út thế nhà chích tông nè, út dưa chích na nè. Ủa lúc này nhỏ lúc cao đi. À, cà muối này. Hôm nay mâm cơm là có rất là nhiều món. Chiều là anh em thợ bị hẳn đấy nhở Diên nhở? Chiều thì không có gì là anh ạ, đổ xong giặt tường ấy. Đổ xong giặt tường thì nó phải chờ mai nó mới lên được gạch. Thì đang bảo là xem tí nhờ anh em nào
xây cái kè ở đây này. Hôm trước anh chỉ cho em rồi, nhớ không? Đấy, đi ra đây này. Ừ. Đó là chú nhá. Vừa thỏ là vừa thỏ là thỏ nữa. Cái này riêng này. Chiều chắc đảo một ít bữa đi, xong rồi nhờ anh em xây cái kè từ đây thẳng ra đây. Cái đấy chỗ với cái đấy nhanh. Ừ. Thì mình xây ra đây trước đi cho nó khô đi. Ngăn ra đây, xong rồi giữa lối đi để xuống để lấy cái phân ở trong cái nhà vệ sinh này ra. Mét đá thì được rồi. Ừ đấy, cứ mét đá được. Thì chỗ này là đi vào nó rộng, mình quay người đi lại thao tác nó dễ. Vâng. Sau đấy là ví dụ mà buổi chiều mà xe bột đá nó không vào được hoặc là có vào được ấy. Thì bột đá thì anh Hời bảo chưa hứa được. Nó bảo là giờ hôm nay có người hẹn là nhiều quá. Vâng. Thế thì em gọi cho anh ấy bảo là thế thôi dừng lại đã, em chưa cần ngay. Vâng. Thì tí nữa mọi người ăn cơm xong thì dỡ hết cái tường bên này ra, ném hết đá xuống dưới này. Vâng. Đấy, xong bắt đầu làm đến tầm 4 giờ thôi, cho để mọi người nghỉ. Vâng. 4 giờ thôi, mình chuẩn bị cơm nước nữa. Mà mạng mất công nhờ mà. Vâng. Nhá, nhưng mà tí nữa ăn cơm xong ai mà biết xây, có còn anh em thợ nào ở đây ấy, thì biết xây. Ai còn anh em thợ để nhờ, còn nếu như mà anh em thợ về, còn ai biết xây thì mình ra mình nhờ đi, bê đá xuống đổi nó xây đi. Đá thì có vừa ai không biết. À đấy, ra thì cái này thì kỹ thuật xếp đá của bà coi trên vùng cao nó tuyệt vời lắm. Đây như cái tường đá xếp đá không cảm là cần si nó cũng có đủ đâu. Mấy được ông bà cha mẹ nó cũng đợi ở lại mà. Đấy. Thì tí nữa ăn cơm xong nghỉ ngơi trong làng cái này luôn. Trường hợp xe bột đá chắc chắn thôi, mình sẽ bảo xe bột đá vào sau đi. Vâng anh. Em gọi điện cho anh ấy đi, em chủ động đi. Như vừa cái gọi đấy. Em vừa gọi anh ạ. Thế bảo là không phải chờ cho em nữa. Bây giờ gọi luôn á. Ừ. Điện thoại ở trên, điện thoại ở trên này. Trước có cái điện thoại nó cảm ứng. Pia lơ lơ, pia nỏ lơ. Xem được các bạn. Từ đấy. Nên thế tao à? Nghe tao đi làm lương nhiều tiền lắm. Nên là đi xuống. Hả? Không. Ô luôn. Được có tiền rồi. Ô luôn. Cố gắng là đọt chí trọng đây nhá. Góp vào số tiền mà các bác giúp đỡ gia đình để xây nhà. Nhưng mà như các bác biết thì bà con vùng cao. Thế gì đây thì rộng. Thông thì cũng không biết nhiều, cũng như là bà con cũng ít. Mướt rồi nè, tí nén che rồi nè, tí xén chân đi cào che, tí cào che thì à. Mướt trái lướt trong đi nhé. Các trong cơ tay xén nhỉ, nạn nên huyền chỉ no này mua bót sàn. Lương rất là cao. Tiền đi chậu bót trong hết thì tỏ rộng này. Chè hao che hết, pet. Hao che chỉ tập pet trong, che chưa chế dựng. Hao che ót trong. Hao che ót trong. À phụ ít trong mà do à nhớ trả tiền thảo có cho thế thì có cho khứ thế rồi thật ừ trong giờ cho tránh hư sẽ xây tiếp mà ôi lúc cả bên không có xua kia đấy xua kia đấy dỡ hết cái hàng rào đá này ra và sẽ lấp vào bên kia thì mở cái lối đi này để cho anh em đi sang bên này xem rồi đi xin cái xin đá nha bà Tùng để lấp. Còn cái khu vực bên này thì cũng chưa biết là bao nhiêu đá cho nó đủ bởi vì nó quá nhiều luôn đấy, nhiều kinh khủng luôn. Đây này nhiều dã man luôn, sâu lắm mọi người, nó cao đến tầm ngực mình, nó cao cái chỗ thấp nhất nó phải đến tầm mét mét rưỡi. Anh má anh đi hái mấy quả bưởi không biết là của nhà nào. À, chú Diệp bảo là mang ngan mấy đây nhốt chưa mang à? Gì á? Trước đuổi ngan về đây nhốt à? Trên hết sạch rồi à? Ồ. Thế là chả cứu được con nào ấy. Tổng cộng là bao nhiêu con? Tổng cộng là bao nhiêu con? 13 con. Trên sạch 13 con ngan. À còn 2 con nữa. Thế 2 con kia mang về đây nhốt thôi. À nhốt bên nhà Long bé à?
Tưởng có tí ngan để ăn Tết cuối cùng là thôi rồi. Chết sạch rồi. Mọi người là cũng bắt đầu là ngồi vào mâm rồi các bác ạ. Nên chia sẻ cho các bác mâm cơm hôm nay là em Gia là đi chợ nhé. Và mua xem là có những món gì nào. Đầu tiên thì ở chỗ này là có cái lòng già xào với cả cái rau chua. Rau chua thì được làm bằng cái cải mèo nhé các bác nhé, chứ không phải là cái cải mà để muối dưa kia đâu. Bên này thì có củ cải ninh xương này. Đây có đậu. Này dạng cái này là đậu giá ấy, mọi người, nhưng mà ăn nó rất là ngon, nó bùi bởi vì là có cái phần hạt này nữa này. Bên này là thịt lợn xào, đậu phụ, cà muối, là lòng và gan, không thể thiếu là một bát nước chấm vô cùng đặc biệt ở trên này, đó là ớt ngâm nhưng mà ăn kèm với muối trắng. Thì tí nữa sẽ đổ thêm một ít nước canh vào, đó là hòa ra cho nó tan đó. Có 6 mâm thì chắc là trong nhà là ngồi 4 mâm rồi. 4 mâm trong nhà xong rồi đủ rồi. Sợ trong nhà chật quá không? Trong nhà là cắt đủ 2 mâm thôi anh. Ừ. Nhà khó. Đúng rồi. Mà bên này nó mát. Mát. Mấy anh em mang máy ở chợ đấy sang đây nhỉ? Đi chợ. Nên chạy đi gọi. Ừ. Đi gọi đi. Chung là mấy ngày làm nhà thời điểm này là vất vả. Chạy đi chạy lại lo bao nhiêu việc các bác ạ. Bây giờ bà con chuẩn bị ăn cơm, mình sẽ đi lên trên này vào cái phần này, cái gian bếp và cái khu vực mà để làm bếp này, làm bàn bếp ga các thứ này, thì vào chia sẻ lại với các bác, cũng như để cho các bác là có những cái góc nhìn khác ấy, có những cái sự góp ý nó tinh tế hơn. Thì các Nguyên Đá cũng không có quá nhiều kinh nghiệm về cái việc mà mình làm nhà như thế này, bởi vì những cái ngôi nhà trước thì thường là sẽ xây như nhà em Gia. Và sẽ đây là phòng khách này, hai phòng ngủ và bên cạnh này là phòng bếp luôn. Thì nhà em Gia thì đã xây tách biệt khu vực ở bếp ra ngoài hoàn toàn, rộng hơn, to hơn, cũng như là cái việc mà có thêm nhà tắm. Trước khi vào thì vẫn quay lại cái phòng ngủ. Thực sự là rất là buồn vì cái việc này. Hôm trước ấy đưa cho em tiền đi mua cửa rồi, nếu như mà bây giờ cái cửa đã lắp vào đây đoang hoang như này rồi thì có phải là gạch lên các thứ đổ như thế này nó có chắc không hả các bác? Đó. Bây giờ cái cửa nó rộng đến tận 90 phân. Và cái phòng ngủ đã hẹp mà bắt buộc là cửa sẽ phải mở vào bên trong chứ không mở ra bên ngoài. Bởi vì em Gia cũng có nói là tất cả cửa ấy sẽ mở ở bên trong hết. Mình cũng đồng ý với cái quan điểm đấy thôi. Nhưng bây giờ nếu như muốn lắp được cửa ở đây thì anh em thợ bảo là sẽ phải khoan hai cái râu đính vào trong này. Đấy, cứ cách hai viên một. Thì nếu sắt mà dư thì chắc mình sẽ để cho thêm một thanh sắt nó chạy dọc ở đây nữa. Khoan xuống nền này cắm vào đây. Trên này thì sẽ khoan đến đây, trong đó là tất cả buộc thép níu lại, rồi ghép cốt pha vào đây. Sau đó là để đổ bê tông để cho nó đủ cái kích thước của cái cửa. Nhưng mà nhà mà không chát thì để như thế cũng rất là xấu. Mà phòng ngủ mà đã làm lên rồi mà không có cửa thì cái không gian riêng tư của hai vợ chồng nhiều khi là nó cũng không có các bác ạ. Bây giờ không làm thì chắc là sau này cũng chưa chắc đã làm được, để mà hai vợ chồng em đấy mà có đủ tài chính, đủ khả năng, đủ kinh tế để mà đủ cái kinh phí để chát cái nhà này hoặc là mua thêm những cái cửa để lắp vào, mình nghĩ cũng không thể có được. Thì trong cái quá trình mà còn đang làm nhà của em ấy thì rất mong là các bác là
thương vợ chồng em cũng như là giúp đỡ vợ chồng em thêm một chút nữa, mỗi người một ly một like để giúp vợ chồng em hoàn thiện cái căn nhà để cái mức nó là cơ bản nhất mọi người ạ. Cũng không có quá nhiều thứ mà mình phải nói gọi là nó xa xỉ ở trong căn nhà này cả, vì chỉ là hoàn thiện được những cái phần thô ở trong căn nhà thôi. Còn này, sang bên khu vực bếp. Bên này đá chuyển vào để lấp nền này rất là nhiều. Đây mọi người có thể tiến lên đây, mọi người có thể quan sát này và nhìn ở phía bên này. Không biết đi qua sợ nó có sập không. Cái chỗ này đang tính làm cái bàn bếp ở đây các bạn. Đấy, làm cái bàn bếp, nó chắc nó chỉ ra đến đoạn đoạn chỗ mép chân cao nguyên đá đang đứng ở chỗ này thôi. Và chỗ này thì hy vọng là trong tương lai là và vợ chồng em có tiền mua được một cái máy giặt. Đấy, sẽ để cái máy giặt ở cái khu vực này thì nó gần luôn nhà vệ sinh các bác ạ. Thì mình sẽ khoan cái lỗ ấy đi ở đâu nhầm, gần cái khu vực nhà vệ sinh, thì sau này làm cái đường ống dẫn nước ấy. Đấy, đường ống thoát nước thì nó rất là dễ, nó chảy ra ngoài được. Nói chung là tương lai là như vậy. Đó, là tính là sẽ để ở đây này, là cái máy giặt là sẽ để ở khu vực này, thì cửa máy giặt nó sẽ quay ra ngoài, dù cửa trên hay cửa ngang thì nó cũng sẽ quay ra ngoài. Đấy, còn cái bàn bếp ga thì sẽ hất từ đây vào trong kia. Bếp ga thì mình sẽ để ở chính giữa nha các bác nhé. Đấy, bên cạnh này thì là một cái khoảng trống nữa, thì cái nơi mà để sắp xếp mâm để chuẩn bị ăn cơm ấy. Để mâm này, khi đồ xáo chín thì cho vào đĩa để lên mâm. Còn bên tay trái kia nó gần cái bếp củi đấy, nhiệt lượng nó cũng tương đối là lớn khi mình đun hàng ngày ấy, thì là khu vực đấy là sẽ để gia vị và một cái khoảng nó rộng rộng một chút để có thể vừa cái thết thớt để làm cái bàn chặt thái thịt này. Còn nếu như mà xây sát về đây ấy, thì sau này về cái việc mà như mình nói rồi, cuộc sống sẽ phát triển đấy, gia đình mà sắm được máy giặt thì lúc này trong cái khu vực này là không có chỗ nào để cả. Đó, thế nên là sẽ để ở đây là cái máy giặt. Còn nói chung là có rất nhiều thứ thì hiện tại cao nguyên đá cũng đã nghĩ và dự định, dự kiến ở trong đầu là sẽ phải làm như thế nào rồi. Ngay cái phía tường bên này các bác này, đi qua cửa này, để là sẽ để cái máy lọc nước. Đấy, có tủ lạnh, để thêm cái tủ lạnh ở góc đấy nữa. Ôi giời, cuộc sống của gia đình là tất cả những cái vật dụng ở trong nhà ấy, nó sẽ gần như là đầy đủ hết, nó phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của 8 người. Những cái thứ đấy là nó là cơ bản nhất các bác ạ. Vì trong cái quá trình mà em có đi đồng hành cùng với cao nguyên đá, có rất nhiều lần là anh em cũng ngồi nói chuyện tâm sự với nhau, hoặc là em cũng đi với mình về những căn nhà của những người khác mà anh mình có chơi cùng, những người bạn của mình, thì em cũng bảo là sau này em cũng sẽ, em mong muốn là được như thế, cố gắng là được như thế, thì mình cũng chia sẻ thôi. Nếu như mà em mà muốn thì bây giờ hai vợ chồng là phải chăm chỉ đi làm. Còn về cơ bản thì bây giờ sẽ cố gắng là làm được một cái nhà nó tương đối. Còn sau này ấy, thì những cái đồ nội thất ở trong nhà nữa. Em có một cái như thế này các bác ạ, đó là bị một cái suy nghĩ nó áp đặt. Có nghĩa là khi mà làm cái nhà này ấy, thì em mong muốn là trong nhà ấy, đổ tổng cộng ấy, nó sẽ phải là 12, ở đâu? 3, 6, 9, 12. Cái 4 cái cột ở ngoài đó, em muốn là đổ 16 cái cột. Và xây nhà cao tổng cộng là thu nóc là phải 5 mét rưỡi cơ các bác ạ. Đấy, xong bên trong nhà là sẽ bố trí cái hệ thống cột nó nhì nhằng lắm. Nào thì lên trên, nào thì xuống dưới này, nó chống không giống, không khác gì cái nhà mà hôm trước mà mình quay ở bên nhà chú Lúa ấy. Đấy, em bảo phải, em tính là phải làm như thế, làm phải cao như thế. Đấy, rộng cao và nhiều cột như thế. Thì mình cũng bảo là bởi vì là nếu mà đã làm như thế thì sàm hẳn cái nhà 2 tầng. Mà thực ra thì ở trên này làm cái nhà 2 tầng thì có dùng đến đâu, mình phải nói là như vậy. Có những bà con đi làm ở Trung Quốc này, hay là đi làm thuê ở những chỗ khác, có tiền, có kinh phí, thường thường bà con sẽ làm những cái nhà nó nổi trội hơn một chút ở trong xóm, những cái nhà
hai tầng như vậy, nhưng mà đi vào bên trong thứ nhất là bố trí cái không gian ở ấy nó không hợp lý, cái thứ hai là cột nó quá nhiều, nó rất là tốn. Thì mình cũng nói với em Gia là xây một cái nhà nó vừa đủ không gian sinh hoạt cho tất cả mọi người đấy, quan trọng nhất là cái gì, chỗ ngủ đấy, và tiếp theo là chỗ ăn uống và chỗ tắm giặt nó sạch sẽ này, và ngoài ra nữa là trong nhà nó có những cái trang thiết bị, tất cả mọi thứ nó đầy đủ với gia đình đấy, như là bếp ga, tủ lạnh, máy lọc nước. Chứ còn nói thật với các bác nhé, ở trên này bà con 80% là không uống nước đun sôi, cứ khát là ra múc nước thẳng ở bể, hoặc là nước đi lấy ở trên nguồn này, hay là ở những cái bể nước ấy, nước mưa ấy, hay là cứ uống trực tiếp thôi. Thế nên là mọi người thấy bụng của trẻ con ấy, bụng đứa nào nó cũng bị to, cảm giác như kiểu là nó bị trướng bụng lên ấy, tẩy run rồi nhưng mà nó cũng không thể đỡ được đó. Thế nên là nếu cải thiện cuộc sống thì sẽ cải thiện từ những cái nhỏ nhất, như cái việc là ăn chín thì chắc chắn rồi, còn cái uống sôi nữa thì là bây giờ là hầu như là chưa cải thiện được, bởi vì ở trên này cái nguyên liệu đốt ấy, cái củi ấy, nó hoàn toàn là hiếm luôn, gần như là không có. Tất cả những cái loại cây, loại củi mà đi lấy thì chủ yếu là chặt những cái loại cây bụi ở rừng thôi, nó thấp thấp như này, củi cành nhá, chắc là nó chỉ bằng ngón út với ngón trỏ của các nguyên đá thôi. Nếu mà mùa ngô thì có thân cây ngô để đun thôi, chứ còn ngoài ra thì không bao giờ có những cái thân củi to để mà đun nữa. Nó khác với các bên, hoàn toàn giống ở bên Tây Bắc này các bạn. Bên này bên Đông Bắc này, núi đá thì cái gì nó cũng khó mọi người ạ. Còn đây giằng tường thì đổ hết lên rồi, xi vữa mác thì rất là cao. Hôm trước là lấy 50 bao xi vào, bây giờ mình đếm sơ sơ ở trong nhà, bây giờ nó chỉ còn rơi còn tầm khoảng tầm 15 bao thôi. Bên kia thì có 3-6-7 bao, là một phần xi để ở bên trong này nữa, bên trong nhà nữa. Tới còn láng nền đấy, chát nhà tắm. Còn về cái việc mà có thể là chát được ở trong nhà này hay không thì cũng không thể nói trước được, cái này thì vẫn phải trông chờ và nhờ các bác để giúp gia đình thêm cái phần mặc cái áo trong nhà nữa. Vì cái việc mà chát nhà ấy, thì các người ta tính là nếu được thì là sẽ chát hết tất cả bên trong, mặt trước, bên cạnh hông này, và bên bếp thì chắc là sẽ không chát đâu. Bên hông nhà cái thì nó sẽ là cao hơn, vậy nên là chát thì sợ, không chát thì sợ sau này mưa nhiều nó vào nó bị ẩm ấy, rêu mốc nó lên. Khi chát được thì cái tường này rất là chắc này. Đây là một số tâm sự mà các người đang muốn chia sẻ với các bác khi mà khởi công và đang làm cái nhà của em Gia. Còn bây giờ thì đi xuống dưới là xem là bà con là ăn uống như thế nào. Có thể là các bác sẽ nói là sao mà sáng nay không thấy Cao Nguyên Đá vào đây ấy, thì cũng mong các bác là thông cảm, bởi vì sáng nay là Cao Nguyên Đá cũng có đi sang thăm một hoàn cảnh khác, nhưng với một cái lý do là hôm nay là cái chuyến đi là dự định là đi từ 8 giờ sáng, nhưng mà sau đó là gặp trục trặc, em Bằng thì bố ốm phải đi về nhà, thế nên là mình chưa thể đi được. Thế đến đầu giờ trưa này thì có thể quay vào nhà em Gia, còn ngày mai ngày kia thì sẽ sang thăm cái hộ hoàn cảnh đấy để chia sẻ lại cho các bác, cũng rất là đặc biệt các bác ạ, cũng là người có công, người hiến đất cho xã, cho bà con để làm trường học ấy, thì cũng đang có một cái mong muốn, cũng như là mình cũng nhận được lời giúp và sang để chia sẻ để giúp gia đình. Thì cũng rất mong là trong cái video sau thì các bác xem thì cũng có thể là giúp cho hộ gia đình mà tới mình sẽ sang. Em Gia đang lên gọi mình xuống ăn cơm. Mọi người ngồi hết chưa? Nhà em với nhà của ba cháu ấy, nhà nào cũng thế, nhà nào cũng bị vướng dây điện đây này. Nhà đây kìa, thì đang nghĩ ấy, nếu là tôi phải cho nó vào tường thò ra hai bên thôi nhỉ. Bây giờ không được đi qua nóc nhà mình. Vâng. Cái dây ở dưới kia là dây to, bắt buộc là phải đi làm như thế thôi. Vâng. Còn dây này là dây của hộ gia đình này, bây giờ phải tìm được cái hướng để giải quyết chứ không được đi qua nóc. Đấy, em phải hiểu là cái nhà của em đang to hơn nhà ba cháu rất là nhiều. Vâng. Cái diện tích lợp mái tôn cũng rất là lớn. Vâng. Đấy, thì cái việc mà cái dây điện nó đi qua nhà mình này, bây giờ nó đang thấp, rất là thấp luôn. Mấy nữa mà em xây nó cao lên đi,
cái dây nó căng, tất cả cái dây nó sẽ tì vào trong cái mái của nhà mình. Dạ vâng. Mình biết làm sao được, mất an toàn một cái là có phải là xảy ra những cái điều đáng tiếc không? Dạ. Đúng không? Đấy. Giải quyết được mặt bằng phía dưới nhưng là còn khoảng không ở bên trên nữa. Nhưng nhà ba cháu là cao nguyên đá đang phải bó tay đây nha các bác nhá. Không thể chuyển được cái dây điện này đi trừ khi điện lưới kéo những cái cột điện nó về bên trong xạ cá chua đớ kia thì người ta sẽ chuyển cái dây sang vị trí khác. Còn cái dây mà đi qua chỗ nhà ba cháu kia là dây của cả một cái thôn đấy luôn đấy. Cả thôn đấy. Thế nên là không thể chuyển được. Nên là trước làm đã phải đẩy nó xuống phía dưới nó ăn vào tường này rồi. Đấy. Treo những cái phần dây điện đấy bằng cái dây vải nó cách điện vào cái khung sắt nhà mình. Nhưng còn của nhà Gia thì cái dây này là của dây nhà chị Tùng, nó chỉ là có một dây thôi. Cái vỏ bọc nó cũng mình thấy nó cũng bị cái thời gian làm bị oxy hóa rồi. Tháo ra nhưng vấn đề là mua thêm vào người ta có nghe không? Tự nhiên cái dây nguồn chính lại đi nối, ai thích em. Nó nhiều thứ lắm. Anh em xuống hết chưa? Anh em xuống hết chưa? Ừ, em mời đi, em mấy mọi người ăn đi, anh không ăn đâu. Anh ăn xôi lúc nãy à? Ăn xôi lúc 9 giờ sáng. Thôi em mời mọi người ăn đi. Thì được rồi, em cứ đi vào đi nha. Khoảng tầm 4-5 ngày hôm nay là mình không bao giờ ăn cơm trưa, bởi vì sáng là sẽ ăn xôi vào lúc 9 giờ. Đấy. Một là mua mang đi theo đến giờ thì ăn. Vâng, mọi người ăn khỏe nhá. Mời mọi người nhá. Ăn tự nhiên nhá. Cứ đi vào trong này. Vâng. Chào anh Phó nhá, chào chị Tùng nhá. Đi mọi người vào ngồi đi. Còn chờ ai nữa, không phải chờ em đâu. Chú đi vào ngồi đi. Nó mỏ rồi. Nó mỏ. Đấy, mọi người ngồi hết đi, mọi người ngồi hết đi. Hôm nay chắc có một số chị em sang hộ cho mình thấy hơi lạ lạ. Những gương mặt là không quen lắm. Đi vào ngồi đi chị. Đi, đi vào ăn đi. Ừ, đi vào ăn đi. Em xếp hết cho mọi người ngồi đi. Hai giờ rồi thì bắt đầu mới ngồi ăn cơm rồi này. Ừ, không em với mọi người ngồi đi, anh ăn rồi, em không ăn nữa đâu. Em cứ xếp cho mọi người ngồi đủ đi. Bây giờ ai cũng chờ ai. Thế mai không ăn cơm, mai đi đâu hả mai? Đó. Em đi gọi chị em nào nữa về ăn nốt đi. Ôi dồi ôi. Đây này các bác này. Bên này là mâm của mấy thanh niên giám sát công trình. Mấy đứa ăn hết mèn mén này. Tủa mau hôm nay là mình không thấy ở nhà rồi nhỉ. Long me có cơm chưa? À, Long me đang ăn. Long me với Trơ đang ăn thịt. Con mâm này là của ai? Mâm này có 6 anh em kia ra anh. Ừ. Đây có mấy bát ớt này, em xem mâm làm thiếu ấy, chuyển cho bà con. Nói chung là ăn mèn mén là phải có ớt nó mới hợp được. Cho Dung tuổi là đi học hết à mẹ Mai? Đi học rồi. Đi học rồi à? À. Xấu hổ. Cậu này là phải nói là bướng cất nhà luôn, nghịch lắm mọi người ạ.
vào lần nào bố mẹ cũng cứ dọa là bác Long đấy. Mình chưa làm gì nữa, bây giờ nó sợ mình rồi. Em ngồi ăn đi. Chờ anh nữa. Ngồi ăn đi, ngồi ăn đi. Vừa trong chắc là tiếng mùa sau anh phải có cơ nữa mà. Còn đi phục vụ đúng không? Còn mèn mén này, canh rau này. Anh ngồi bên này trước, rồi tí em ở trong em ngồi xong. Không, em ngồi ăn đi, ăn đi. Em ngồi đi. Rất là khách sáo đó các bác ạ. Cũng mời mình liên tục, mình đói thường thường là mình sẽ ăn ngay thôi. Đi bản này mà đói là không chịu được đâu. Em xin mời các bác dùng bữa cơ cùng gia đình cháu riêng lại. Hôm nay thì cháu riêng cũng có nhờ một có con chú ra hộ đấy. Đây đang lo là không biết là buổi chiều là có bị vỡ kế hoạch không này các bác. Sợ là tí nữa là mọi người ăn xong lại uống rượu nữa. Buổi chiều mới có đi hộ là lấy được cái đá về lấp cái phía trước này không. Thế thì trong đầu mình đã tính rồi, cái kia chỉ đủ trong vòng buổi sáng thôi. Khi mà đủ xong ấy, còn thừa thời gian ấy, thì là sẽ đi lấy đá về làm cái này. Một công nhờ luôn. Thân mến, tiếp theo cái nội dung ngày hôm qua, khi mà em chia đổ xong cái rằng tường ở nhà thì chiều hôm qua là cái xe bột đá cũng đã vào đến đây rồi. Có hai đá, một hai là hai túi bột đá thì sử dụng để đổ cái phần bê tông và cục. Hôm nay thì vào thêm 500 viên gạch.
Một cái viên gạch nó nặng lắm luôn đấy, viên này nó 17 cân. Thời điểm trên này chúng ta Tết ở nhìn nhà bà con sửa nhà. Nhớ mình cho nó lúc chết chưa? Mua được gạch, đặt được gạch này phải đặt trước. Như mình thì đang lấy công trình quen ấy thì anh tiền một xe chứ không phải mang tiền thì có. Chơi mấy ngày hôm nay là ô tô là bị què mất một bánh rồi các bạn. Đây là những cái mô hình này. Đây là bình cát. Trong nhà thì đã chọn hết cái sofa là nó cái phần mà cây trống đủ cái xà này sang thì chắc là phải lâu rồi vỡ rồi các bạn. Còn một tuần nó giảm mạnh của cô. Đây các chú là nhổ hết đinh ra các chú nhé. Không cần thắp vào chân cả. Còn chân vào đấy. Cái bên này chưa đủ à anh Má ơi. Anh Má. Chị xin cái bên này chưa đủ à? Bên này chưa đủ à? Còn một tí tí đây không? Còn một tí tí à? Tí mình trộn vữa đủ luôn chứ. Tí đã đủ mà. Vâng ạ. À đúng rồi, cái chỗ này cũng chưa đủ. Rồi mới ghép cốt pha xong chưa đủ. Mấy nữa thì sẽ xây thêm một hàng gạch lên ở trên này để hai cái ô thoáng ở đây, sau đó đủ cái đà đổ một cái tấm dạng tấm ban ra ngoài để chắn mưa không bị hắt cái cửa nữa các anh ấy. Thế nước của em thì hết rồi. Hết xài rồi thì thôi cô ấy bà Tùng bảo rồi. Nhà mình không có nước ấy thì cho dùng chung. Em vừa đi kéo trên xuống dưới bể của bà Tùng. Nhưng mà hôm trước anh bảo là vẫn chưa không nói với được với bên kéo nước kìa. Không được.
đóng tiền không được. Ủa nó đóng quá. Đóng tiền thì đóng bao nhiêu tiền? Ủa nó đóng hình như 6-7 cha, nhưng mà bọn nó mất công 2 hô ấy. Mình đóng 2 triệu. Xem em để tí em đi hộ lại một lần. Thế bây giờ ví dụ mà bơm đầy hai cái bể nước này, người ta lấy mình bao nhiêu tiền? Mấy triệu đúng không? Em hỏi người ta đi, đóng mấy triệu để xem. Để kéo về để ngâm nước. Kéo về ngâm nước bể. Vâng. Nước trên kia nước không để nước ăn mà. Vâng. Bây giờ em mà không đi bảo người ta là cho mình đóng tiền được ấy, thì sau này có bể nước mà không có nước thì nó chả có giá trị gì cả. Vâng đúng không? Bây giờ em phải đi gặp cái anh nào đấy là người đứng ra kêu gọi bọc còn làm ấy. Thế thì phải đi gặt rửa thôn. Đi vào gặt thôn. Vâng. Cái này thì anh không tham gia được, cái này là việc của làng, của xóm rồi. Cái này thì anh không giúp được, không tham gia được. Cái này là... Nhưng mà chắc là đóng tiền thì anh hoặc em. Đóng tiền thì xin các bạn. Chắc cái tiền chính là mình đóng vào. Bởi vì đóng tiền không phải nhỏ. 500 một triệu anh giúp được. Khi mà nó mất công á, lại 1-2 triệu nó không dạo. Biết thế nào bây giờ phải... Phải đi bảo trước á. À, nó kéo dây về, ngâm cái bể này, bơm đầy nước lên chứ bằng cái thành này đi. Ngâm bể để cho nó xem nó có bị nước ở đâu nó chảy ra không. Dạ. Khi nào ngâm bể, nước sang ngâm bể đi. Có tất cả nước này sử dụng vào cái việc mà làm nhà. Làm nhà xong xuôi thì mình còn đủ nước thì mình rửa. Cái này là thằng xung đây là để cho hai ô thoáng nhé anh nhá. Xong rồi trên cái ô thoáng hay là mình phải đổ cái tấm nó thò ra ngoài này để chắn nó mưa không hết vào cửa này kia, hiểu không? Dạ, biết rồi, đây là xuống. Thế bây giờ là tí nữa đằng nào mình cũng đổ đi, bây giờ mình xây luôn hai bên gạch ở đây đi. À, để hai ô thoáng ở đây đi, xong rồi. Nếu là chéo lúc khôn đi nhá, chéo lúc khôn mà nét chèn kia, tôi có cho được nét chèn nhân gian vào đi xong không? Chè lúc có lúc khôn thật ý, nếu mà mình chọn nhân gian, tôi có cho được mùa thì xong không? Có làm luôn được bây giờ không? Nếu mà ghét luôn thì anh đổ luôn mai là anh mà xây, mai bắt đầu mình xây tiếp đúng không? Nếu mà làm được từ bây giờ là cắt một người ra làm luôn cái này thì mình đổ luôn cả cái ghép cốt pha, đổ luôn cả cái tấm đan ra ngoài thì là ngày mai là nó không cần gạch lên này, sắt thì sắt thừa mình cũng có cái thanh dài ở bên này là tí nữa đúng không? Thôi được rồi đấy, việc là như thế, anh em sắp xếp làm như nào đấy là việc của anh em nhé, nhưng mà nhớ nó không được quên đâu của em nhé. Thậm chí đợi cậu ý đợi lâu thôi, cậu chỉ là thay cơ chiến đúng rồi. Cậu tiền đang kiểu thử các loại đấy rồi mà ăn, chị đi chi tương để sẵn. Kia mà làm gác thì chắc là làm bên này thôi, bên này không làm. Bên thôi, bên kia rộng bên kia rồi, tha hồ mà để đồ rồi. Bên kia, em làm thì chỉ làm bên... Cái phòng là phòng dưới nước, không có ai chết. Có để đâu, chỉ làm cái bếp này tôi nhớ đủ người gác rồi. Cách làm bên này. Cái này nó thoáng hơn chứ, nhà tự nhiên đi vào chỗ bên kia là đang cần khoáng đó. Em làm bên này đi, làm bên này thì đi hơn chứ. Em cũng đang bảo bố là xây nhà xong thì bố không có thì đang nhỏ đinh trên kia để lấy cái sạc để lập ra máy bếp. Làm bên này ổn hơn, cái này ổn hơn. Đúng không? Bởi vì là cái này nó đang bằng nhau. Đúng rồi. Phải không nào? Bằng nhau mà. Nếu mà em làm cái này, cái bên kia thì nó lại không bằng nhau. Đúng rồi, cái này nó cao ấy. Ừ, cái này bởi vì cái gác này nhá, gác này em cũng chỉ để ngô hạt này. Ngô hạt thì để hất hết sang bên trong này nó phải bụi. Còn từ đây hất sang, em để quần áo mùa đông này. Để chăn màn mùa đông. Đấy. Dạ. Có trường hợp và ví dụ mà nó thiếu quá thì lại làm bên này nữa. Dạ. Không có chỗ để làm bên này. Bên này không có. Ừ. Còn sau này thì chắc là bàn ghế cây bên này chứ. Thì em nên nghĩ người bảo là lấy những cái cây của cánh vuông của em ấy để dàn lên để là xà gác.
xá gác thì là bên kia thôi, nhưng mà bên này thì làm tả thôi, là mình làm tả bằng gậy tre, mình có cái gì để tre đâu. Không làm ấy thì sẽ không để cái gì, khi đã làm thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thứ để đúng không? Đấy. À, thì em nhờ bố em với ông có ấy để nhỏ mấy cái đinh đấy hết để cho lũ anh em thợ xay thì đặt luôn cái cây sạc trước để sau này không hậu tửa nữa. Thì cái cửa này nhá, anh nói thật nhá, chỉ khi nào nhà có người mất thì mở ra thôi đúng không? Vâng, đúng rồi, cái đấy rồi. Thì mình làm cái cửa này xong là mình gần như là mình sẽ đóng hẳn vào luôn. Đấy, thì mình để ví dụ mà được các bác hỗ trợ thì có bộ bàn ghế thì mình kê ở góc góc nào? Kê ở giữa nhà hay kê bên này? Bên này bàn thờ đúng không? Thì mình sẽ kê ở góc bên này. Đấy, chỗ kia có cái tivi gắn ở tường. Đấy, một cái ghế băng dài để ghép ở đây. Hai cái ghế đơn để bên này. Cách vào nhà nó ngồi uống nước nó thứ được. Bên này thì không gian, bên này thì là bàn thờ. Ừ. Nhưng cái kinh ấy, bàn thờ là sẽ treo cao ở trên, bắn cao ở trên này đúng không? Cái bắt đầu lốt kê ở dưới được. Thế nên người Mông thì lại bàn thờ là sẽ dán giấy tường ở đây. Có giấy lên tre thì bà ghế thì không kem được dọc, phải kem ngang. Kê ngang, vâng. Nhưng mà lúc khi mà cắm dương lại cắm ở dưới. Vâng, thì mấy cái lắm đèn thì cũng phải để lại một cái lỗ để sau này cả hương vào. Ừ. Nhà mà cũng sắp chết rồi, cái đấy thì cũng được hư nhiều, Đấy, theo anh là gác thì bên này. Còn dư gỗ thì thôi thì cứ để cái xà thừa lên đây cũng được. Trường hợp mà sau này mình để thì để không có lúc mà tường xây hết kín rồi chúng ta lại hỏng nhé. Vâng. Cái tính như vậy. Sau này là cái không gian mà có cái cửa đứng nước thì sẽ được ra bên trái rồi. Chỗ này là phòng khách chính, còn cả một cái chỗ này thì nó liên quan đến cái việc là ở đằng sau đấy, đồ đạc cái gì mà để bên này kê được bên này nữa thì kê, đặt học cho con cho biết thì kê ở đấy. Còn tất cả đồ vật các thứ thì trong nhà không được liên quan đến vấn đề cái việc gì liên quan đến sản xuất cả, hiểu chưa? Nhà chỉ để có cái ăn, để ngủ, để học hành, để tiếp khách. Đấy, ăn uống là gia đình là để cái ra bếp nó sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng gọn là. Một bếp thì nó còn có đủ rộng rồi anh. Gia đình thì vợ chồng em 6 đứa con được đủ mà mân đấy. Vừa đủ mà mân. Vừa nào cũng đủ mà mân. 8 người mà ngồi mâm 8. Được rồi, có lúc bố sang bên này nữa thì phải trí rồi. Thực ra như thế này các bạn, trong cái quá trình mà đang làm nhà em Gia đến ngày hôm nay ấy, thì mình vừa đổ tường ngay, lại đổ hôm nay này ghép cốt pha đủ tiếp này, thì có những cái thứ mà nó đang bị lặp lại nên là mình cũng chia sẻ những cái thứ chính trong ngày là làm gì, và ngoài ra là những cái câu chuyện mà nó ở ngoài việc đang làm nhà và tính toán sau khi mà làm nhà xong thì sẽ làm như thế nào. Thế nên là để các bác có thể là nắm được. Ngày hôm nay thì con người ta có nhận được thêm 2 triệu đồng nữa nha, nhận được 2 triệu của cô Thanh ở Đức. Cô là mua giày tặng nghe thì à, năm ngoái nhỉ? Năm ngoái. Đưa giày lông và ấm ấm đấy. Vâng. Để cho có lông. Đấy, thì cô gửi đến 2 triệu nữa để hỗ trợ làm nghe. Ngoài ra thì trong cái số tiền cô gửi là có 2,5 triệu thì có 2 triệu là gửi cho gia đình nhà chú Lúa. Thì cũng đã đọc với nhà chú Lúa rồi. Còn 500.000 thì cô bảo mình sử dụng cái tiền đấy để mua bánh kẹo cho con mình với con kia, thì cái này 500.000 này thì sẽ để lại với bà Tân Gia, thì mình cũng sẽ nói chung là 500.000 sẽ để luôn tiền quỹ làm nhà của chú Diêm. Đấy, nói chung là bây giờ có bao nhiêu như nào thì cũng sẽ dồn hết vào cho nhà chú Diêm trước các bác để lo cái đỡ đau đầu về vấn đề tài chính này. Đến ngày hôm nay thêm 500.000 này sẽ xỏng nữa là xe thứ 6 cũng là rất là nhiều cái khoản xin thêm mỗi thứ chỉ cần thêm một tí thôi, như ở gạch mình cần xây thêm một hàng thôi, nhưng một hàng nó xung quanh nhà mới là bao nhiêu viên, và trong đó 8.500-9.000 một viên. Bây giờ anh còn chưa biết giải quyết cái cửa này cho em như thế nào đấy. Cửa cửa phòng ngủ này cũng rất là rộng quá, cũng cả cái nhà đấy chưa, không nghe một tí thôi. Hẹp, hôm đấy vào rồi đi chở hai cái khung cửa về lắp lên cái nhà mình, nó có đẹp không, nó quân nhà cái quân này.
chẳng nghe đúng không? Hôm trước anh đã nói tất cả trong nhà đều làm cửa gỗ hết. Thì em bản thân em thích cửa gỗ, bà con thích cửa gỗ. Chỉ có bên nhà bếp nó liên quan đến khói kia, phải dùng nước nôi ấy, thì bắt buộc phải dùng cửa sắt thôi. Sắt. Bây giờ xây được nhà cứng rồi, lợp được mái thói ra ngoài rồi, đúng không? Mưa nó cũng chả hắt vào nhà, cửa gỗ cũng tốt, mình bảo quản tốt là được. Còn như bên bếp cái thì phải dùng cửa sắt là điều chắc chắn rồi. Bây giờ em tính em nhá. Hôm trước là không nói với các bác rồi đấy. Anh em ở có phương án là chỉ có cốt pha ở đây thôi. Đấy, cốt pha như bên này này. Đổ ra 10 phân nữa. À, khoan đi, cắm dâu ra, xong rồi đổ bê tông dài ra 10 phân. Thế tự nhiên cái nhà mình đang không được chát rồi, tự nhiên lại thêm một cái đoạn bê tông thò ra nhảy nó nhìn nó có mắt thẩm mỹ không? Ví dụ mà chát thì nó còn giấu được cái đi những cái khuyết điểm, ví dụ như gạch nó sứt mẻ này, rồi chỉ giữa nó không thẳng này. Nhưng mà nếu như mà chát được cái nhà này thì rất là tốt, chát bên trong hết, bên trong chát sạch mặt bên trong luôn. Thì xong màn ở bên cạnh nó không ra, không bẩn thỉu, chăn màn không bụi bặm, cái nhà nó sẽ mà về lâu nó sẽ bền hơn. Còn tính ví dụ sau này mà làm nền rồi có tiền mà chát nhà ấy, thì lúc đấy là bế hết đồ đạc ở trong nhà ra rồi từ gác tiếp ra thì nó mất nhiều công lắm mọi người. Bán bò nhá. Bán bò nhá. À, không được, cay nó cay sữa bán được cái được bán đi mà chát bỏ không được đâu mà đủ thì bán đi không được, bán đi được các bác hỗ trợ lại không có, nó đẻ hai con là lãi rồi, bán đi thôi. Không đấy, bây giờ kinh phí thì chỉ thế thôi, cộng thêm 2 triệu nữa là lên 80 mấy triệu rồi nhỉ. Quỹ xây nhà gì ở đây 86.300.000 cộng 2 triệu của cô Thanh nữa là 88.300.000. Gạch thì hôm nay là 500 viên nữa, trước là 2.800.000 3.200.000 tính bỏ bớt là 200 viên đi, nhân giá là 9.000 đấy nha. 9.000 là có thể là 8.500 thôi, nhưng mà cứ nhân như thế cho nó dễ. Đã là hết 27 triệu rồi. 27 triệu thì là gạch. Mỗi tiền gạch 27 triệu rồi. Bột đá nữa chưa tính. Cửa. 27 triệu cộng với cả 26 triệu tiền công. Cửa hết lên. Đã lên hết hơn 50 triệu rồi. Để chỉ tính mỗi tiền gạch với tiền công thợ rồi đã hết hơn 50 triệu rồi. Mà chưa tính xi măng, chưa tính sắt, chưa tính thép ly, chưa tính cốt pha. Chưa tính tiền ăn của anh em đến hộ đấy nhá. Chưa tính tiền mua nhựa này. Hết ly đình sắp sáu đi mà cửa sổ cửa hai cánh nhé. Cửa bếp bên này một cánh sắt, cửa đằng sau một cánh sắt, cửa nhà tắm đấy, một cái cửa sổ bên bếp này nữa. Ai giảm đau đầu lắm mọi người ạ. Thôi nói chung là bây giờ như này, bây giờ là liệp thì hôm nay vào 500 miếng gạch rồi đấy. Video sau thì tính toán công khai cho các bác về còn thiếu bao nhiêu thì sẽ tập trung vào làm cái gì trước, còn trường hợp mà không được thì cứ xây tên như này thôi, xong rồi lên vào trên được bàn tặng. Thì hai bên tường nó không có gió chui vào nữa rồi. Bạt thôi. Hai bên tường nó không có gió nữa rồi. Bây giờ các bác cũng như mọi người về thời buổi kinh tế nó cũng khó khăn đấy. Cũng như trước đó, những năm trước Covid thì có thể là công việc kinh doanh làm ăn của mọi người ổn định. Thì mọi người có thể phát tâm được những thời điểm này rất là khó khăn. Nhưng mà đây cũng là cái điều mà chia sẻ cho các bạn, để mọi người có thể nắm được, cũng như là hỗ trợ thêm cho gia đình em và cái nguyện vọng lớn nhất với nhà chủ riêng là ngôi nhà đặt rất nhiều tâm huyết ở đây. Tất cả những cái nhà khác của các bạn cũng như vậy, nhưng mà chủ riêng là nhiều tâm huyết ở đây là nó sẽ thay đổi về đơn giản cái về cái việc đánh răng, cái tay của các bạn.
trẻ con như này làm gì biết đánh răng là cái gì nữa, không biết. Còn tắm thì kiến mong là chuột nhỉ. Tắm bao nhiêu ngày tắm chứ mình chia sẻ cái chỗ kia đây nói với chú số hộp. Có cái vụ của nào các bác biết không, từ cái hôm mà làm nhà đến hôm vừa rồi mình nhắc với thay nhá, thật luôn, mọi người xem video mọi người để ý vào ông làm đấy. Thì biết là con nào đi làm rồi. Thôi nhưng mà thôi, đấy là những cái khó khăn cuộc sống sinh hoạt của gia đình, cũng như là những cái thứ thiếu thốn mà đang trong quá trình làm nhà. Bây giờ thì chia sẻ với các bác này công việc của anh em làm buổi chiều hôm nay một chút nữa các bác nhé. Làm xưa nhé. Ui giời, nhiều mẻ mẻ này, hai người mẻ mẻ à? Dạ, không qua đâu nhiều. Mẻ mẻ một này đó, nó lạnh nên lấy cả thế. Thịt thì còn chả hỏng được. Rau cũng hỏng không? Tồi, cái thịt khác không? Tự nhiên là hỏng lắm. Dạ. Hai nồi rau. Đây, một nồi rau chua, một nồi nêm nhạt. Cái này hỏng rồi. Vợ thì cũng như đi cắt cỏ ấy, anh ăn tạ bắt mẻ mẻ trước rồi. Ôi sao đâu, mọi người ăn như nào ăn như thế. Vậy các bác lên đây, hôm nào các bác cũng có điều kiện lên lên này vào nhà em Diên ăn cái canh tẩu chúa của chú Diên nấu này, còn là rau chua này ăn với mẻ mẻ ngon lắm rồi đấy. Nhìn hình thức thì không đẹp cho lắm đâu nhưng mà ngon, đặc sản đấy. Nó lao đâu đâu, thêm mấy quả ớt nữa. Đây. Anh em tạm thích. Đây đây đây, bên này. Bên này đâu? Bên này. Cái này không ăn được à? Cái đấy từ sáng mà anh đi. À, để em lấy bát ra. Cho cái bát là cái muối ạ. Ui giời. Đi đến là nước miếng á. Ông thật cảm cho em đó, vợ chồng em thì ngày nào cũng ăn thế. Sao làm nhà thì mọi người mà không nhìn thấy là nấu cơm gạo, không phải là hít gạo đâu các bác. Đi làm thế này thì ăn mèn mén nó sẽ no lâu hơn. Còn gạo thì chủ yếu là cho mọi trẻ con thôi. Con của các anh các chị mà đến hộ ấy thì nó sẽ ăn cơm gạo. Thì vợ chồng em ấy thì trong lúc có vết thì vậy, lúc đấy thì nhờ người ra họ thì hôm đấy mới có thì anh ạ. Vợ chồng thì chắc là một tuần thì chưa có, không có khách cái tuần chưa được với thì cả tháng ấy, không phải là tuần thôi mọi người. Và ăn thịt ở trên này thì chỉ có những cái này mà gia đình có thì mới có thịt để ăn đấy mọi người. Cả ngày nói anh chưa được ăn gì, anh ăn tả đấy, ăn tả trước ăn thôi. Em đi làm đi. Thôi mời mọi người nhá. Ăn cái gì là to rồi, bây giờ cũng quen rồi. Biết là bà con vất vả làm rồi, cũng là mua nhiều khi cũng nói mà người với cả lợn với châu bò là ăn chung với nhau. Đây là một trong những cái lương thực mà kêu đói bà con, nhưng đồng bào mình mông thì mình không biết là chắc ăn từ đời cha đời ông hàng trăm năm nay rồi. Ước ao của bà con là nhà nào cũng chỉ mong ăn gạo, và bây giờ thì cái điều ước ấy nó chỉ mới thành hiện thực được một phần đấy, không phải là gia đình nào cũng có. Chỉ mong là có gạo cho trẻ con ăn, còn người lớn thì ăn cái gì cũng được. Ăn cái ngô lai mà cho trâu cho lợn ăn cũng được. Còn trẻ con thì thương và nói mọi người ạ. Bình thường là có những đứa nó không ăn, nó còn khóc ấy. Có những nhà có thời điểm là không có mèn mén mà ăn. Ví dụ mà đi ra quán mà vay mà nợ được mấy cân ngô về miền ra ấy, thì còn phải đi hái cái rau rừng này về đột mà đột cùng với ngô xong rồi nấu để ăn. Đấy là cái thực tế nhé các bác xem ở trên kênh của các nguyên đá đã cùng chia sẻ. Gia đình nhà thì như nhà anh xì ấy, ở bên lúc bù lúc mình vào nguyên một cái nồi luôn, nó là cái mèn mén đột rau nấu này. Thực ra nếu như mà các bác không ở đây
các bác mà lên mà nhìn thấy mọi người nghĩ cái đấy chỉ dùng để nấu cho gà hoặc cho lợn ăn, chứ không nghĩ cho người được. Nhưng mà nó cũng có một điều đặc biệt, bây giờ mèn mén nó trở thành một món đặc sản này, trên vùng cao này, cả rau chua tẩu chúa đó, các bác có gì tên này các bác có thể thưởng thức. Mọi người ở xin phép các bác ăn lại. Tính ra lên để chia sẻ với các bác là công việc cuối ngày của nhà em Gia đã hoàn thiện đến đâu rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Mấy đứa nó đang chơi quản tù tì ăn đinh các bác ạ. Cái đinh mà đóng bê tông lúc nhổ ra nó bị gãy này. Dì đi đâu lâu thế nhỉ? Hiện tại là mấy anh em đổ cái bên trong là sắp xong rồi mọi người ạ. Đây đổ đến cái thanh này rồi. 4-5 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ chờ ở đây bây giờ. Anh em mới bắt đầu đang đổ mọi người ạ. Ở bên này mình thấy cái đầu bên này nó hơi lệch một tí thì chỉ cho anh má chỉnh lại, không sợ là mai đổ ấy thì nó sẽ bị vênh ra theo cái tường ấy. Anh má ơi, tí nữa đổ cái kia điều chỉnh nó vào nhá, cái đầu kia nó đang bị vênh ra khỏi ngoài tường rồi. Anh em ngắm chuẩn nhá. Đây cái đầu này đổ ra đang để sắt nó thò ra để sau này là hàn cái xà sắt vào này các bác này cho nó chắc. Hôm qua thì cháu cũng có dặn em Di ấy là chọn hết những cái cây xà gỗ cái loại tốt nhất, gỗ tốt nhất để ra một khu vực bên này, sau đó là đi mượn cái máy bào về bào nhẵn nhụi tất cả những thứ này rồi cắt hết những cái đoạn đầu thừa ngày xưa mà mình dùng để làm cái mộng đi, thì đo vào trong kia để làm gác các bạn. Khi mà đặt vào thì anh em thợ sẽ đặt gạch xây luôn thì sẽ không cần phải đục tường nữa, mà nó rất là chắc mà nhìn nhà thì nó đẹp. Cái những cái này thì là gia chủ sẽ phải chuẩn bị này trong ngày hôm nay hoặc là sáng ngày mai là về cơ bản đã là phải làm được rồi, đặt cho nó vào đấy luôn, đặt chết nó đấy luôn các bạn ạ. Ra xem mấy thanh niên này miệt mài đẽo sảng từ trưa đấy. Cái này là cái gì đấy chị? À, lanh nhỉ? Cái này phơi để lấy hạt để làm giống mùa sau gieo đây này. Hôm trước hỏi chị Tùng là có biết may áo, chị Tùng lại không biết, chỉ biết dệt mỗi vải lanh thôi. Nhưng mà một cái áo có tốn nhiều vải không chị? Áo con trai ấy, có phải dùng, có dùng nhiều không? Không. Không à? Cái năm nay chị làm được bao nhiêu tấm rồi? 4 tấm nhưng mà chưa hết. 4 tấm à? 4 tấm dài không? Dài. Cái đấy mình đi bán thì bán bao nhiêu tiền? 550. 550 một tấm à? Đấy, cái hạt này. Hạt ở cây lanh. Cả một năm mới làm được có 4 tấm nhỉ? Yeah. Vâng ạ. Làm lanh là mỗi lần chị em rảnh nó lúc nào cũng sẽ xe cái sợi lanh này quấn vào đấy, xong rồi sau này cho vào cái quay. Thì trước chia sẻ các bác xem rồi. Hầu như bây giờ chuẩn bị Tết này, nhà nào cũng đi lấy củi. Từ những cái cây củi cành này tươi về để đây nó khô. Đấy, sau này sử dụng để đun. Cái này là của Long Bé hay là của Cho? Đây, cái này của ai? À, của Cho à? Xem nào. Ôi, khéo tay ghê nhỉ. Đẽo tròn phết rồi ạ.
Sắp xong rồi. Hơi lệch một tí. Bên này to hơn. Này. Trẻ con ở trên này làm việc nhiều ấy, thế nên là cái việc mà dùng dao ấy, mọi người nhìn thấy các cháu nó dùng không? Rất là khéo rồi. Mấy đứa nó chuyển hết từ chơi bi sang chơi sảng rồi mọi người ạ. Long Long bé cho anh xem nào, vừa làm củ vừa làm xong đây à? À, cái mới vừa làm xong đây này mọi người này. Nhanh nhỏ, này. Nhưng mà chú bảo này, chơi là bổ về một hướng thôi nhá. Không không được bổ lung tung nữa đấy, là vào đầu nhau đấy. Đứng nấp ra cái tường rào này. Đấy. Chú Di thì chú đang làm cái kề lá này trước các bạn, để cho nó cứng. Sau đó là còn lấy cái mặt phẳng này sau này lấp đá. Chỗ này là nó tốn công lắm đây này. Các bác thân mến, thì hôm nay là công việc của nhà em Gia trong ngày hôm nay là đến đây là kết thúc rồi các bạn. Thế nên là video hôm nay cũng tương đối là dài, cũng như là cũng có những cái chia sẻ của các viên đá và những cái khó khăn trong cái quá trình làm nhà của em Gia, thì cũng rất mong là nhận được thêm cái sự đồng cảm của các bác, chia sẻ giúp gia đình nhà em nữa. Còn bây giờ thì chắc là mình với em Gia thì cũng xin chào mọi người, hẹn mọi người ở video sau nhé. Mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất trên kênh Cao Nguyên Đá. Xin chào lại mọi người. Xin chào các bác ạ.